Khôi rất vui được gặp quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà tập 5 của bộ truyện Bóng đêm và mặt trời, tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe. Nghe tin Ngọc đã bị công an bắt về tội tàn trữ chất nghi là ma túy, Trung cho gọi tên đệ tử đã đưa cô ta đến nhà nghỉ vào gặp mình. Trong khi tên kia còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Trung đập bàn quát: "Mày thông đồng với cô ta mua bán ma túy đúng không? Cô ta bị bắt rồi." "Ơ, anh nói với em là..." "Im ngay, nói gì? Khôn hồn á thì lo thân mình đi." Anh cứu em với." "Nể tình anh em, tao cho mày một số tiền coi như hết tình nghĩa. Tìm đường đi càng xa càng tốt trước khi công an sợ gáy." Còn vợ em..." "Tao lo, biến." "Dạ dạ, em cảm ơn anh." Tên đệ tử đi rồi, Trung ngồi suy nghĩ. Ngọc bị bắt, thế nào cũng khai ra hắn, nên tốt nhất hắn cho xóa toàn bộ camera và những gì liên quan đến cô ta. Vì hắn biết công an sẽ điều tra từ camera nhà nghỉ đã có hình ảnh tên đệ tử dìu Ngọc vào. Như vậy hắn sẽ vô can. Hơn nữa, hắn biết cô ta vẫn còn yêu hắn và hy vọng. Hắn là chiếc phao cuối cùng của cô ta bám vào. Giờ đây, hắn đã có Hà My, thì hắn sẽ dứt bỏ cô ta không thương tiếc. Hắn nhờ bàn tay của công an giúp hắn dẹp bỏ được vật cản cho tình yêu của hắn với Hà My sau này. Nếu cô ta biết hắn đã có được Hà My, thì với con người bất chấp thủ đoạn như cô ta, sẽ gây cản trở cho hắn, hoặc hắn phải chi cho cô ta một số tiền rất lớn, chi bằng dẹp cô ta sớm ngày nào hay ngày đó. Ngọc như một con điên, cô ta la lối ôm sòm và không ngừng kêu oan. Người cán bộ điều tra yêu cầu cô ta hợp tác, nhưng không những không im lặng mà cô ta còn la lớn hơn. Cô ta điên lắm, ai đã lấy bóp tiền, thẻ ngân hàng và cả điện thoại của cô? Trong túi lúc này chỉ còn mấy thứ mỹ phẩm và bịch ma túy được gói cẩn thận. Ngọc cố nhớ lại, từ lúc ở nhà Hà My, cô đến quán cà phê đối diện ngồi chờ một lúc, không thấy Hà My mở cửa. Sau đó cô kêu taxi đi đến nhà Trung. Vậy ai đã lấy bóp của cô và đánh tráo bằng bịch ma túy nhằm vu oan giáo họa cho cô? Cô không giao tiếp với ai ngoài Trung, nhưng anh ta cũng chỉ la mắng rồi đánh cô, sau đó bỏ ra ngoài. Cô ngất xỉu nằm đó. Xong rồi ai đưa cô vào nhà nghỉ? Có phải là Trung không? Khi tỉnh dậy, cô không thấy ai bên cạnh mình. Rõ ràng người đưa cô vào không phải anh ta. Vì cô biết khi chỉ có hai người trong phòng, anh ta sẽ nổi cơn thú tính và không bao giờ tha cho cô được ngủ ngon lành. Nếu vậy thì là ai nhỉ? Cô phải hỏi cho rõ. "Tôi đề nghị cho tôi xem camera người đã đưa tôi vào nhà nghỉ." "Camera của nhà nghỉ chúng tôi đã niêm phong để phục vụ điều tra. Chúng tôi mời chị đến đây để lấy thông tin. Rất mong chị hợp tác." "Hợp tác cái gì? Tôi có làm gì đâu. Tôi phải biết kẻ nào đã lấy cắp bóp tiền của tôi, rồi còn cho tôi cái bịch này để đổ oan cho tôi." "Đề nghị chị đừng lớn tiếng. Chị nên nhớ đây là cơ quan công an. Tang chứng vật chứng trong túi sách của chị chúng tôi bắt quả tang nên rất bất lợi cho chị. Đề nghị chị hợp tác để chúng tôi điều tra. Nếu đúng như chị nói thì sẽ minh oan cho chị." Nói rồi, người cán bộ điều tra đẩy đến trước mặt cô một tờ giấy và cây viết. Ngọc hiểu rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng. Thôi thì có sao cô nói vậy. Cô viết từ khi ở biệt thự của ông người tình Đài Loan. Cô đón xe đi về nhà Hà My. Cửa khóa rồi nên cô sang quán cà phê đối diện ngồi chờ một lúc, nhưng không thấy ai về. Cô đi đến nhà tên Trung, rồi sau đó tỉnh dậy ở nhà nghỉ. "Vậy chị nói là đến nhà tên Trung, mà ai đưa chị về đây chị cũng không biết. Chị nên thành thật khai báo." "Còn như thế nào tôi cũng đã nói rồi. Các anh xem camera nhà nghỉ xem ai đã đưa tôi đến đó. Hắn đã ăn cắp bóp tiền của tôi." "Nhân viên nhà nghỉ khai có một thanh niên dìu chị vào nhà nghỉ, nói là bạn trai của chị, nhưng đang có việc phải đi, chiều sẽ quay lại." "Cho tôi xem mặt người đó được không?" "Người tình mà chị cũng không biết là ai à?" "Tôi có mấy người tình thì sao biết là ai?" Ngọc im bặt,
vì mình lỡ lời. Vậy hiện nay á, chị ở đâu và làm nghề gì? Việc đó liên quan gì đến các anh? Giờ cô biết Khai làm nghề gì bây giờ? Cô có làm gì đâu chứ? Ôi trời, tự nhiên sau chỗ chiếu mà da phải rắc rối như thế này? Hay cứ khai đại một nghề gì đó cho xong, đỡ rách việc. Mong chị hợp tác. Tôi học trường đại học kiến trúc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, không có tiền đóng học phí, nên tôi phải bảo lưu kết quả để xin việc làm. Nhưng các anh biết đó, với một sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi thì xin việc rất khó. Cho nên tôi nhận các bản vẽ về thiết kế, mục đích vừa học vừa làm, kiếm thêm tiền sinh sống và mai mốt có tiền đóng học phí sẽ trở lại trường học. Nhờ các anh giúp đỡ cho. Ngọc làm bộ tội nghiệp, giọng nói nghẹn ngào sắp khóc. Cô tự thấy mình quá giỏi. Tất cả thông tin trên là của Hà My mà cô nói như thật. Nếu cán bộ điều tra muốn kiểm tra các bản vẽ thiết kế thì đã có sẵn, cô không việc gì phải lo. Chị vẽ như vậy có đủ sống không? Cũng khó khăn lắm anh, nên tôi đang phải ở nhờ nhà người bạn. Với thu nhập như thế, chị giải thích như thế nào về số tiền rất lớn chị đã chuyển vào tài khoản của chị? Ê, số tiền nào? Ngọc nhảy cẩn lên. Đề nghị chị bình tĩnh. Bên ngân hàng cung cấp, ngày X tháng Y, chị đã chuyển vào tài khoản một số tiền rất lớn từ tài khoản mang tên Nguyễn Vũ Hà My. Trong khi chị vừa khai với chúng tôi, công việc chị làm thu nhập rất thấp, nên cuộc sống của chị rất khó khăn. Các anh hỏi linh tinh gì thế? Các anh đang hỏi vụ tại nhà nghỉ, cớ sao giờ lại hỏi tài khoản ngân hàng, thì làm sao mà tôi nhớ được? Vì chị liên quan đến một vụ lừa đảo, đã lừa một số tiền rất lớn của Hà My. Cô Hà My nói với các anh hả? Chúng tôi không cần thiết phải trả lời cho chị khi chị đang là nghi phạm. Nếu chị không chứng minh được số tiền này, thì chúng tôi sẽ quy chị vào tội lừa đảo theo điều X khoản Y Bộ Luật Hình Sự. Tôi... Ngọc ngất xỉu và nằm ra ghế. Thấy sức khỏe cô ta không ổn, cán bộ điều tra ra lệnh cho cô nhân viên pha một ly sữa nóng mang ra cho Ngọc. Nội dung cuộc tra hỏi tạm dừng ở đây. Riêng Ngọc, cô ta phải dùng kế hoãn binh để có thời gian suy nghĩ đối phó. Lúc này cô ta hoảng sợ thật sự. Thôi chết, tại sao nghe diện cô ta rút tiền của Hà My không một ai biết, ngay cả Hà My, mà bây giờ công an lại biết cả việc này? Ai vậy? Kẻ nào đã hại cô? Cô nghĩ nát óc, cô cũng không biết là ai. Giờ phải trả lời sao đây? Lần này thì chết thật rồi. Trước mắt cô cứ tỏ ra ốm yếu để tìm kế hoãn binh. À, nhớ ra rồi, tờ giấy nợ mà Hưng đã đưa cho cô. Trong đó Hà My đã ký vay tiền của cô, và số tiền rút trong tài khoản của Hà My là do cô ta trả nợ cho cô mà thôi. Thật là thượng sách, sao cô lại thông minh thế nhỉ? Có cách trả lời rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện giờ tờ giấy đang ở trong bóp, mà cái bóp mất đâu rồi? Kẻ nào đã ăn cắp của cô? Trời ơi, điên mất thôi. Khi sức khỏe của Kiệt đã tạm ổn và nghe anh kể lại nội dung sự việc xảy ra, ông Quang lo lắm, không biết tình hình của con bé thế nào rồi. Có được ăn uống gì không? Chúng bắt con bé đi đâu? Hay là mang bán sang Trung Quốc rồi? Hay đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc? Ông suy đoán đủ thứ mà không tự trả lời được. Giờ đây, ông như một kim đáy biển, chỉ hy vọng vào lực lượng công an sẽ tìm ra để cứu con bé mà thôi. Ông gọi cho Toàn. Alo, em nghe. Toàn ơi, anh lo lắm. Tình hình cậu Kiệt đã ổn chưa? Cậu ấy đã ổn, anh lo cho con bé Hà My. Cô Ngọc đã bị bắt, kèm theo tang vật là một gói bột màu trắng nghi là ma túy. Cô ta đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Sao? Em nói cô Ngọc buôn ma túy hả? Ông Quang không tin những gì mà Toàn vừa nói với mình. Ngọc ở cùng nhà với Hà My, mà cô ta buôn ma túy cũng không ai biết. Ông không thể ngờ cô ta lại to gan đến vậy. Anh phải bình tĩnh. Em chỉ thông báo cho anh biết mọi việc đang điều tra nên không tiết lộ được. Anh muốn biết tình hình của con bé Hà My sao rồi? Còn cô Ngọc á, anh không quan tâm. Em không tiết lộ được với anh. Em chỉ nói rằng cô Hà My đang tạm thời bình an. Sự việc không chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc, mà là một mẻ cá lớn.
dạy anh nhé. Còn cậu Hưng... Toàn nói xong liền tắt máy, làm ông Quang hụt hẫng. Giờ ông quay về hay ở lại để đi tìm Hà My và Hưng? Nhưng núi rừng hoang vu thế này, ông biết tìm ở đâu? Bác ơi, tình hình của Hà My sao rồi? Cháu lo lắm. Kiệt chảy nước mắt, giọng yếu ớt. Mình cậu lo hả? Tôi nói mà cậu không nghe. Nguyên nhân từ đâu? Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với ba mẹ con bé. Cậu hiểu không? Ông Quang không giữ nổi bình tĩnh, quát mắng to tiếng với Kiệt. Nhưng khi quát xong rồi, nhìn thấy cậu ta mặt tái mét, hai mắt ngấn lệ, miệng lắp bắp không nói nên lời. Ông lại hối hận và thấy mình la lối cậu ta lúc này thì có ích gì, nên ông lẳng lặng đi ra ngoài. Bác ơi, cháu sai rồi. Giờ biết làm sao để tìm em ấy đây bác. Kiệt nức nở làm ông Quang càng thêm rối. Giờ chúng ta ở lại để ngày mai tiếp tục đi tìm hay về thành phố? Theo chúng em góp ý thì đêm nay anh ở lại nghỉ ngơi, vì về vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Sáng mai anh nên về thành phố. Một người công an địa phương góp ý. Tôi muốn ở lại tìm con bé và cậu Hưng nữa. Cậu ấy chết đói mất. Ông Quang băn khoăn. Anh biết tìm ở đâu giữa rừng núi hoang vu thế này. Tốt nhất anh nên đưa cậu Kiệt về thành phố. Sức khỏe cậu ấy còn yếu và nên chữa trị cái chân, kẻo bị nhiễm trùng. Công việc truy tìm chúng em sẽ tiếp tục, có gì sẽ báo cho anh biết. Vậy trong sự nhờ các anh cứu giúp hai cháu. Một cháu tên Hưng, cao 1m8, da trắng, trông rất thư sinh. Một cháu tên Hà My. Chúng em nhận được lệnh rồi, anh yên tâm về đi, có gì em báo nhé. Vậy là hai bác cháu ngủ lại một đêm. Ông Quang và Kiệt đều thức trắng. Hai người đều mang một tâm trạng như nhau và cùng lo lắng cho Hưng và My. Kiệt vẫn muốn ở lại để đi tìm Hà My, nhưng chân anh đau như thế này, đi còn không nổi thì tìm được gì chứ? Anh giận bản thân mình đã quá chủ quan. Nếu hôm đó anh nghe lời đi xe của bác Quang thì đã không xảy ra việc đáng tiếc này. Nhưng anh cũng không thể ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh và liều lĩnh đến như vậy. Nhìn sang bên, bác Quang không ngủ, hai mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà, tay dắt lên trán ra chịu suy nghĩ. Anh thương bác vô cùng, bác lo lắng quan tâm đến Hà My còn hơn cả một người cha. Anh chỉ nói thầm, bác ơi, cháu xin lỗi. Nhận số tiền từ Trung và yêu cầu phải trốn đi càng xa càng tốt, đàn em tên Lợi ấm ức lắm. Rõ ràng hắn làm theo lệnh của tên Trung là bỏ bịch ma túy vào giỏ sách của Ngọc và kêu taxi đưa cô ta đến nhà nghỉ. Vậy mà giờ đây, tên Trung trở mặt gấp lửa bỏ tay người, đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Bây giờ hắn biết đi đâu? Hắn còn vợ con, ai sẽ lo cho vợ con hắn? Tên Trung hứa sẽ lo cho vợ con hắn để hắn yên tâm. Nhưng hắn biết tên Trung là một thằng cáo già, sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm chỉ lo cho bản thân mình. Vậy thì lấy cơ sở nào sau khi hắn đi rồi, vợ con hắn sẽ được tên Trung chu cấp? Nghĩ như vậy nên hắn về nhà gặp vợ con rồi mới lên đường. Thấy chồng về đột ngột nửa đêm, vợ hắn biết chồng mình đang có chuyện chẳng lành, vội hỏi. Anh gây ra chuyện gì đúng không? Anh chuẩn bị đi xa, anh mang tiền về để em lo cho con. Có thể một thời gian dài anh không về được. Anh nói thật đi, nếu không em không cần đến đống tiền này. Em đừng bận tâm đến chuyện của anh, ráng lo cho con ăn học đàng hoàng. Em chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có đảm bảo sau khi anh đi rồi thì mạng của em và con sẽ được an toàn không? Hắn giật mình. Ừ nhỉ, sau điều này hắn không nghĩ tới. Bản thân hắn tuyệt đối trung thành, đã theo tên Trung bao nhiêu năm, xử lý bao nhiêu phi vụ, giao dịch thành công bao nhiêu chuyến hàng, mang về cho tên Trung nhiều món lợi nhuận khổng lồ. Trước mặt đàn em, tên Trung thường nói xem hắn như là anh em. Vậy mà khi xảy ra sự cố, tên Trung sẵn sàng phủi tay, đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Vậy thì sau khi hắn đi rồi, tên Trung có để cho vợ con hắn được yên như đã hứa không? Ngay cả tính mạng của hắn cũng chưa chắc sẽ được an toàn. Không ổn rồi.
Hắn nghĩ mình nhanh chóng đi tìm cách bảo vệ an toàn cho vợ con. Bản thân hắn thì sao cũng được, nhưng con hắn còn quá nhỏ, phải làm sao đây? Hắn bắt đầu lo sợ. Sau khi hắn ra khỏi nhà, ai dám chắc chắn rằng tay chân của tên Trung sẽ không giết người diệt khẩu? Vậy thì ai sẽ lo cho vợ con khi hắn không còn? Thấy chồng đăm chiêu lo lắng, Nga, vợ tên Lợi, ôn tồn khuyên chồng. Anh nói thật mọi chuyện với em. Khi em đã bỏ cả gia đình để đi theo anh á, là em đã chấp nhận những rủi ro sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng vợ chồng á, mà không tin nhau thì còn ý nghĩa gì nữa? Cho dù xảy ra chuyện gì thì mình cũng bàn bạc tìm hướng xử lý chứ. Khổ thân em đã tin tưởng để đi theo anh. Anh gặp chuyện rồi. Lợi kể lại toàn bộ sự việc cho vợ nghe. Hắn rút từ trong túi ra cái bóp của Ngọc đưa cho vợ. Anh lấy cái bóp này của cô ta thì tên Trung có biết không? Đến nhà nghỉ, anh lục túi lấy chứng minh nhân dân nên thấy cái bóp có nhiều tiền, anh lấy luôn. Chăng tên Trung không biết? Chồng của tôi ơi, camera tại nhà nghỉ đã chụp toàn bộ hình ảnh của anh rồi. Cô ta bị bắt rồi, nhưng tên Trung mới phủi tay đổ hết tội cho anh. Anh quá tin vào tên Trung mà mất cảnh giác rồi. Anh khai ra tên Trung thì có ai làm bằng chứng không? Rõ ràng là không. Vậy nên bây giờ không những anh phải trốn sợ công an truy lùng, mà cũng không lường trước tên Trung sẽ cho tay chân giết người diệt khẩu để bịt đầu mối. Giờ anh về nhà, em nghĩ chúng đã biết rồi đó. Chúng đang lẩn dẫn bám theo anh. Anh chỉ thương và lo cho em và con, còn bản thân anh thì có đáng là gì? Trước khi rủ em trốn khỏi gia đình đi theo anh đã hứa những gì, anh nhớ không? Anh xin lỗi. Anh nhìn con đi, rồi nghe em nói. Anh đi tự thú đi. Cái gì? Em điên à? Thà anh ra tự thú thì hỏa chăng em vẫn còn chồng, con em vẫn có cha. Còn không á, với bản tính độc ác của tên Trung, lấy gì đảm bảo anh đi rồi sẽ trở về? Nếu anh bị công an bắt, sẽ phải đi tù đấy. Thà đi tù còn hơn bị giết, mà trước sau gì cũng bị bắt. Tên Lợi suy nghĩ những lời vợ hắn nói. Nga nói cũng có lý, nhưng nếu hắn tự thú, đồng nghĩa với việc hắn phải khai ra tất cả, và như vậy hắn đã phản bội lại lời thề khi gia nhập vào băng đảng của Trung, điều mà một tên giang hồ như hắn hoàn toàn không muốn làm. Thấy chồng lưỡng lự, Nga mỉm cười vì cô biết chắc chắn hắn sẽ nghe theo lời cô. Nếu cô nói điều gì mà hắn không đồng ý thì hắn sẽ nổi khùng lên ngay. Cô nói thêm: chồng nghe lời em đi, quay đầu là bờ. Tên Trung nếu là người tốt thì đã không bao giờ phủi tay đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Vậy anh còn trung thành với một người không xứng đáng làm gì? Trong thời gian anh đi tù, em sẽ đưa con về bên ngoại xin tá túc chờ ngày anh về. Em để anh suy nghĩ. Nếu anh tự thú thì số tiền này... mang giao hết cho công an, cả cái bóp của cô ta nữa. Vậy em lấy tiền đâu sinh sống? Em còn tiền. Mỗi tháng anh gửi tiền về, em chi tiêu tiết kiệm để dành được một số tiền không nhỏ. Em chỉ cần có anh thôi. Anh đồng ý tự thú. Tội nghiệp vợ anh quá. Nhận được tin báo tên đàn em của Trung, người đã đưa cô Ngọc vào nhà nghỉ ra đầu thú, Toàn mừng lắm. Vậy là đầu mối vụ án đã được hé mở. Anh báo cáo lãnh đạo xin được trực tiếp xử lý vụ này và được cấp trên đồng ý. Toàn trao đổi với trợ lý, yêu cầu bảo vệ tên Lợi an toàn, và ngày mai anh sẽ trực tiếp tra hỏi. Vợ con tên Lợi cũng được bảo vệ ở một địa điểm an toàn, đề phòng tên Trung sẽ dùng vợ con để uy hiếp tên Lợi không được khai báo. Ông Quang đã về thành phố. Ông chở Kiệt đến bệnh viện để điều trị cái chân đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Do ngày đêm cậu ta phải nằm ở bãi rác hôi thối ô nhiễm. Xong việc, ông trở về cơ quan để giải quyết một số công việc cần thiết. Khi đi qua phòng của ba Hà My, ông mở cửa bước vào, ngồi vào ghế của người kiến trúc sư tài năng mà ông rất mực yêu quý. Ông ngồi im trầm tư, đau buồn, bởi thời gian vừa qua có khá nhiều sự việc xảy ra. Ông cảm thấy mình có lỗi với bạn của mình khi không thực hiện được lời hứa. Hà My giờ ở đâu còn chưa biết nữa.
con bé có an toàn không? Chắc chắn nó sẽ sợ lắm. Ông chắp tay lầm rầm khấn vái. Em sống khôn chết thiên, theo phù hộ cho con gái em được an toàn. Anh xin lỗi em. Miệng ông nhẩm khấn, nhưng mỗi khi nhắc đến người anh em này là khóe mắt ông lại đỏ hoe. Alo anh ơi, Toàn gọi. Ông vội vàng nghe máy. Anh đây, có tin tức gì chưa? Có manh mối rồi. Tụi em vẫn đang tiến hành, vì chúng đưa cô Hà My ra trận giáp biên giới, rừng núi âm u nên rất khó khăn cho cuộc tìm kiếm. Anh em cố gắng giúp anh. Anh lo lắm. Đây là nhiệm vụ của chúng em. Anh yên tâm, em sẽ trực tiếp xử lý vụ này. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn em. Cũng chỉ vài câu trao đổi rất nhanh, rồi Toàn cúp máy. Ông Quang lo lắng trong bất lực, bởi nơi núi rừng âm u, biết tìm các con ở đâu. Hy vọng cuối cùng chỉ chờ tin tức từ lực lượng công an mà thôi. Một mình lang thang trong rừng, Hưng thật sự bị mất phương hướng. Nghĩ lại lúc bám theo chiếc taxi mà anh vẫn cảm thấy sợ và không hiểu sao lúc đó mình lại liều đến thế. Anh nhớ lại hôm đó khi anh đang ngồi ở quán cà phê đối diện nhà Hà My thì thấy một chiếc taxi đổ trước cửa. Sau đó anh thấy Hà My dìu Kiệt cà nhác đi từ trong nhà ra xe. Bán hai người đi tái khám. Hưng lấy xe đi theo sau xe taxi đến bệnh viện. May ra còn giúp cho Kiệt vì Hà My là con gái yếu đuối. Nhưng chạy được mấy cây số thì xe bỗng dừng lại, rồi một người lôi tài xế taxi xuống vệ đường, sau đó lên cầm lái chạy tiếp. Biết câu chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy theo. Ra khỏi thành phố, xe taxi tăng tốc làm anh phải vất vả lắm mới đuổi theo được. Nhưng khoảng cách khá xa, tưởng chừng đã mất dấu. Nhưng may chiếc taxi dừng lại dọc đường cạnh một bãi rác. Đứng từ xa, Hưng thấy tên tài xế lôi Kiệt đã ngất xỉu cõng vào bãi rác. Không chần chừ, anh bỏ xe bên vệ đường, chạy vội đến mở cốp xe để chui vào, nhưng không được. Nhìn Hà My vẫn ngủ thiêm thiếp bên trong, chẳng còn cách nào khác, anh tháo dây lưng cột mình lại và bám chặt vào gầm xe. Anh nhanh tay bấm định vị và gửi cho ông Quang, chỉ kịp cố thế. Sau khi ném Kiệt vào bãi rác, tên tài xế lên xe tiếp tục chạy. Nằm dưới gầm xe, Hưng cố gắng để không phải rơi xuống vì rất nguy hiểm. Xe chạy vào trong rừng và dừng lại. Anh thấy đã có sẵn một chiếc xe 7 chỗ chờ sẵn ở đó, nhìn biển số nước ngoài không phải Việt Nam. Lúc này chúng bế Hà My vẫn còn mê man lên xe và bỏ lại chiếc taxi ở đó. Nhìn Hà My bị bọn chúng bắt đi mà anh bất lực, vì nếu lúc đó chúng nhìn thấy anh thì ngay cả tính mạng của anh cũng không thể an toàn. Nằm im một lúc không thấy gì, Hưng lồm cồm bò ra nhìn xung quanh. Ở đây là một đường thông già lâu năm, vắng không một bóng người. Anh mở cửa xe taxi lục tìm đồ ăn và nước uống. May quá, người tài xế xe đã chuẩn bị rất chu đáo. Anh lấy một số đồ dùng cá nhân, đồ ăn và nước uống, rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc xe để phòng bọn chúng quay lại. Anh biết mình phải tiếp tục sống và không từ bỏ ý định đi tìm Hà My. Anh lấy điện thoại để xác định vị trí và báo về cho bác Quang. Nhưng ở đây không có sóng. Hơn nữa, điện thoại anh cũng sắp hết pin rồi. Suốt mấy ngày liền, Hưng cứ quanh quẩn xung quanh chiếc xe. Anh không biết chúng chở cô đi đâu. Giờ lương thực ăn và sản cũng sắp hết rồi. Anh muốn quay trở ra quốc lộ để nhờ sự giúp đỡ, cũng không biết đi lối nào. Anh thật sự đã mất phương hướng. Nếu thời gian kéo dài mà anh không ra được khỏi cánh rừng thông này, thì e rằng anh phải bỏ xác ở nơi đây. Hưng bắt đầu lo sợ. Anh từ bỏ ý định đi tìm cô mà nhìn theo hướng mặt trời để tìm lối ra. Mà kỳ lạ lắm, khu rừng này tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Tất cả là một không gian im lặng đến đáng sợ. Giờ đây, anh cũng không biết mình đang ở đâu, cứ theo hướng mặt trời mà đi trong mệt mỏi và đói khát. Toàn trực tiếp tra hỏi tên Lợi. Vì đã được vợ động viên nên việc lấy lời khai không khó lắm. Đánh vào tâm lý, tên Lợi lo lắng cho sự an toàn của vợ con, Toàn động viên. Anh yên tâm, chị và cháu đã đến nơi an toàn và được chúng tôi bảo vệ. Tôi muốn nhìn thấy vợ con tôi. Được,
anh gặp vợ con anh nhé. Anh chờ một chút. Nói rồi, Toàn gọi video kết nối với vợ của Lợi. Anh ta nhìn vợ, rồi quay sang nhìn đứa con nhỏ ngây thơ chưa biết gì, mà mắt anh rưng rưng. Hắn đã khóc và ân hận cho việc làm phi pháp của mình. Cũng chính vì quá trung thành và tin tưởng tên Trung đã hứa sẽ đùm bọc lo cho vợ con hắn được sống một cuộc đời sung sướng, mà hắn đã mù quáng đi theo. Cũng may mà tên Trung đã phủi tay quá sớm, nên hắn mới tỉnh ngộ ra. Em ráng lo cho con, để anh yên tâm. Hắn nghẹn ngào. Anh yên tâm về mẹ con em, hãy trung thực khai báo để nhận được sự khoan hồng. Nhanh về với em và con nghe. Nga động viên chồng, nhưng hai mắt đã ngập nước. Anh yên tâm rồi, anh sẽ nghe em. Hãy chờ anh về. Nhìn thấy vợ con an toàn và được sự động viên khuyến khích của vợ, Lợi yên tâm, quay sang Toàn nở nụ cười. Cảm ơn các anh. Tôi xin khai báo. Nghe tin tên Lợi đã bị công an bắt, mặc dù đã chuẩn bị trước sẽ có ngày này, nhưng Trung vẫn không khỏi lo lắng, bởi Lợi là một tên đệ tử hết sức trung thành và biết nhiều bí mật làm ăn của hắn. Trung biết mình vừa mắc sai lầm trong việc từ chối trách nhiệm và đổ hoàn toàn cho Lợi. Hắn cho gọi tên đàn em thân cận và nói nhỏ: tìm cậu Lợi về ngay cho anh, bằng mọi giá. Dạ anh. Trung biết mình sai rồi và cho đàn em đi tìm tên Lợi trở về. Hắn linh tính có chuyện chẳng lành, bởi từ khi tên Lợi ra đi thì hắn không liên lạc được nữa. Hắn biết tên Lợi sẽ rất hận hắn, nhưng lúc đó khi nghe tin Ngọc bị bắt, hắn đã không bình tĩnh nên đã mắc sai lầm. Alo, anh ơi, tên Lợi bị bắt đêm qua rồi. Cái gì? Đàn em của em vừa báo, tên Lợi đêm qua về nhà gặp vợ con nên bị công an giải đi rồi. Không thể nào. Giờ phải làm sao anh? Trở về ngay và yêu cầu tất cả nằm im bất động cho đến khi có ý kiến của anh. Điều tra xem có phải tên Lợi bị bắt không, hay đây là cái bẫy của công an giăng ra. Em biết rồi. Nghe tin tên Lợi đã bị bắt, nhưng Trung thật khó hiểu, bởi với một tên rất khôn ranh trong các phi vụ, luồn lách nhanh trong mọi địa hình như Lợi, mà sao dễ dàng bị công an tóm được. Ngay tức khắc, Trung cho đàn em đến nhà tên Lợi xem tình hình vợ con hắn như thế nào, thì thấy nhà cửa khóa. Tại sao? Trung biết tên Lợi rất thương vợ con, hay trước khi hắn ra đi đã trở về và đã kịp đưa vợ con đến nơi an toàn. Mình đã đi nước cờ dội vàng rồi, giờ phải làm sao đây? Để đề phòng mọi chuyện xấu xảy ra, tên Trung ra lệnh cho dừng tất cả mọi hoạt động và nằm im bất động. Việc Ngọc bị bắt, hắn không sợ, nhưng việc tên Lợi hiện nay đang trong tay công an thì hắn thật sự lo lắng. Giờ đây hắn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Hà My. Hắn tin tưởng vợ mình sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Khi mọi việc ổn rồi, không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ được chung sống cùng nàng. Hơn nữa bây giờ, hắn cũng không nên vội vàng, bởi từng bước đi của hắn làm sao tránh được sự theo dõi của công an. Hắn vẫn hy vọng với sự lì lợm của tên Lợi, công an cũng khó mà khai thác. Hơn nữa nếu tên Lợi khai ra thì hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nhìn Hà My nằm ngủ mà Trâm không tránh khỏi xúc động. Cách đây hơn 10 năm, cô cũng là một nữ sinh viên xinh xắn dễ thương. Hồi đó nhà cô nghèo, mẹ lại bệnh nặng nên tài sản gia đình đều phải mang đi bán cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô phải ngày lên lớp, tối đến quán bar làm nhân viên phục vụ để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Và rồi cô nữ sinh xinh đẹp đã lọt vào tầm ngắm của ông chủ. Hồi đó Trung đẹp trai, hào hoa và ga lăng. Biết gia đình cô đang gặp khó khăn nên anh đã ra tay giúp đỡ. Cảm kích trước tấm lòng của anh nên cô đã mềm lòng. Lúc đó cô chỉ biết Trung là ông chủ của một chuỗi quán bar phòng trà. Cô hoàn toàn không biết gì về hoạt động bí mật khác. Thế rồi cô về sống với anh. Lúc đó cô mới thấy được bộ mặt thật của anh ta thật đáng sợ. Anh gia trưởng, độc đoán, lời anh ta nói là cô phải chấp nhận. Thời gian đầu, cô không chịu và phản ứng những việc làm tàn nhẫn vô nhân tính của anh ta. Trung thay bộ như thay áo,
nhưng vẫn không buông tha cô. Cô vẫn bị cầm tù trong bốn bức tường. Hễ phản ứng lại ý của anh ta là bị những trận đòn thừa sống thiếu chết. Anh ta vẫn quan tâm chu cấp cho cô đầy đủ. Trâm nghĩ rằng nếu có cơ hội mình được thoát ra khỏi cái nhà tù này để sống cuộc sống mới cho chính bản thân mình thì cũng phải có tiền. Từ đó bắt đầu cô sống trong im lặng. Hắn muốn làm gì thì làm, cô không can thiệp nữa. Nhìn Hà My, cô thương lắm. Cô biết khi có Hà My rồi thì có thể hắn sẽ giải thoát cho cô. Nhưng cô không thể nhẫn tâm nhìn cô bé ngây thơ trong trắng này phải sống trong bi kịch mà cô đã từng trải qua. Cô chăm sóc Hà My như một đứa em gái của mình. Hai chị em thân thiết và hiểu nhau hơn. Cô chỉ dạy cho cô bé những kinh nghiệm sống. Nghe Hà My tâm sự đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn mà cô không cầm lòng được. Không hiểu sao, cô rất có tình cảm với cô bé này. Không giống như Ngọc, cô bồ trước đây của Trung. Ngọc sắc sảo, thủ đoạn, trơ trẽn, không như Hà My hiền lành, ngây thơ, trong trắng. Chị không ngủ trưa à? Hà My tỉnh giấc hỏi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trâm. Em dậy rồi à? Chị đang làm nốt một số việc. Cho em làm với. Thôi, em nghỉ đi. Chị ơi, đến bao giờ thì em được về nhà? Chị cũng không biết nữa, nhưng chị hy vọng nhất định sẽ có ngày đó. Ở đây là đâu à? Em nói nhỏ thôi, để chị nghĩ cách. Trâm ra dấu cho Hà My im lặng. Nói để cô bé yên tâm, chứ thực ra chính bản thân cô cũng đang bị nhốt trong bốn bức tường của căn nhà này. Từ hôm được đưa đến đây, người đàn ông dẫn đường đẩy cô vào trong căn nhà giữa rừng và khóa cửa lại. Cô không kịp nhìn bao quát căn nhà, bởi hôm đó trời còn tối chưa sáng hẳn. Cô đi theo ánh đèn pin của người đàn ông người dân tộc. Khi đến trước căn phòng này, cô vừa bước vào thì cánh cửa sau lưng được đóng lại ngay và tiếng tách của ổ khóa bấm lại thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Giờ đây, cô hoàn toàn bất lực, bởi nếu có thể thoát ra ngoài thì cả hai chị em cũng không biết đường về và phải bỏ xác nơi đây. Chi bằng trước mắt, hãy ngoan ngoãn ở lại nơi này để còn giữ được mạng sống. Nghĩ vậy nên cô động viên Hà My. Em bình tĩnh nghe chị nói. Chị chỉ biết đây là ngôi nhà giữa rừng. Nếu có tìm cách ra ngoài được thì chị em mình cũng không biết đường về. Chi bằng hãy ngoan ngoãn ở lại nơi đây. Việc em mất tích thế nào công an cũng truy tìm. May ra... Chị có biết ai đã bắt em không? Mà sao chị cũng bị bắt vậy? Chị cũng giống em thôi. Khi tỉnh dậy thì đã bị nhốt ở đây rồi. Chắc họ bắt các cô gái để bán sang Trung Quốc đó chị. Em sợ lắm. Em phải mạnh mẽ lên. Trước mắt phải giữ gìn sức khỏe và phải sống để còn hy vọng ngày trở về. Dạ. May mà có hai chị em. Nếu không thì... Hà My khóc nức nở. Hai chị em lại ôm nhau khóc. Cô lo lắng lắm, không biết tại sao mình lại bị bắt. Còn anh Kiệt đâu? Hôm đó trên xe có cả hai anh em, mà sao giờ đây cô chỉ có một mình? Giờ anh ấy đang ở đâu? Chúng có làm gì anh ấy không? Rồi làm sao để báo cho bác quan, để bác tìm cách cứu? Mà nơi này là nơi nào cô cũng không biết. Nhưng cô chỉ biết một điều là chắc phải ở xa lắm. Cô chắp tay cầu nguyện cho cha mẹ sống khôn chết thiên hãy phù hộ cho cô. Cha ơi, mẹ ơi, hãy cứu con nhớ hai người lắm. Cô khóc thật nhiều, hãy nghĩ đến cha mẹ là Hà My lại khóc. Cô nhớ những ngày khi cha mẹ chưa qua đời, cô được bao bọc trong vòng tay yêu thương của hai người. Những buổi chiều bên mâm cơm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Mẹ Hà My rất khéo léo nấu những món ăn thật ngon cho chồng con. Vậy mà tai họa đã ập đến bất ngờ, và cũng từ ngày đó biết bao biến cố đã xảy ra. Từ lời khai của tên Lợi đã mở ra một hướng điều tra mới. Nhưng đã 3 ngày trôi qua mà tên Trung vẫn án binh bất động, không ra khỏi nhà. Theo như lời tên Lợi thì tên Trung mê đắm nhan sắc của Hà My, nên rõ ràng cô gái này vẫn được bình an và đang được giam giữ ở một nơi nào đó.
anh có biết tên Trung sẽ giam giữ cô gái không? Tôi không trực tiếp làm nhiệm vụ này, nhưng tôi biết hắn muốn cô Hà My từ khi hắn yêu cầu cô Ngọc phải đưa đến cho hắn. Nhưng tôi không ngờ sự việc lại như thế này. Theo anh, hắn sẽ đưa cô ấy đi đâu? Tôi chưa nghĩ ra. Khi Toàn đưa định vị bãi rác cạnh rừng thông, nơi đã tìm thấy Kiệt, thì Tên Lợi ồ lên một tiếng. Hắn đã đi cùng với Trung đến nơi này. Đây là ngôi biệt thự được Trung xây dựng bí mật từ rất lâu. Biệt thự này được xây rất kiên cố. Phía dưới lòng đất là một hầm ngầm chứa hàng, xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ những lời khai, một tổ chuyên án được lập. Toàn xin ý kiến của lãnh đạo và bắt đầu triển khai. Anh hy vọng cô gái tên Hà My mà ông quan bạn anh đang tìm kiếm được giam giữ ở đây. Kết hợp với công an địa phương, việc tìm ra ngôi biệt thự không quá khó. Dòng dây ngày một siết chặt, nhưng tên Trung vẫn án binh bất động. Nếu ra tay lúc này thì hắn sẽ phủi toàn bộ trách nhiệm, nên anh chưa dỗ dàng. Theo như Tên Lợi khai thì những cô gái mà tên Trung ưu ái sẽ được chăm sóc rất tốt. Mà hiện nay tên Trung vẫn đang án binh bất động không ra khỏi nhà, nên cô gái Hà My vẫn đang được an toàn. Được chăm sóc tốt nên chân của Kiệt đã khỏi. Anh lo lắng cho các bạn của mình. Anh xin bác quan cho anh được đến bãi rác nơi mà Hưng đã định vị để tìm cách cứu bạn. Bác quan lo lắng. Bác cũng lo lắm, nhưng rừng núi bao la không biết tìm ở đâu. Theo như chú Toàn nói thì con bé đang được giam giữ ở một nơi nào đó và an toàn. Còn lo nhất là cậu Hưng giờ không biết ở đâu. Bác cho cháu lên trên đó, cháu sẽ lân la tìm kiếm. May ra chân cháu mới bình phục, liệu có an toàn không? Bác yên tâm, cháu sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe của mình. Cháu lo lắm. Bác nghĩ nếu tìm được đường ra, thế nào cậu ấy cũng sẽ tìm cách liên lạc với bác cháu mình. Dạ, nhưng xin bác cho cháu được lên đó. May ra cháu sẽ giúp được cậu ấy. Biết là không thể giữ được Kiệt, bác quan hỏi ý kiến Toàn. Alo. Em nghe. Cậu Kiệt đang tìm cách đi tìm cậu Hưng, ý em thế nào? Cậu ta làm được gì? Hay chỉ là thêm gánh nặng thôi? Em đã nhờ công an địa phương đi tìm cậu Hưng rồi, có gì em sẽ báo cho anh. Vậy thì tốt rồi. Hy vọng cậu Hưng vẫn bình an, để anh khuyên cậu Kiệt ở lại. À, em quên dặn anh, căn nhà của cô gái Hà My em đã cho người niêm phong vì liên quan đến vụ ma túy do cô Ngọc Khai đang ở đó. Việc khám xét chưa thực hiện được vì hiện nay vắng chủ nhà. Bà xã anh muốn vào dọn dẹp nhang khói cho ba mẹ con bé, nhưng anh khuyên cô ấy rồi, cô ấy cứ thương con bé Hà My mà khóc suốt. Suốt mấy ngày nằm án binh bất động mà không thấy gì, tên Trung tỏ ra sốt sáng. Hắn biết sau khi Tên Lợi bị bắt, thế nào công an cũng theo dõi hắn. Hắn cố tỏ ra bình thường, sáng dẫn lái xe ra khỏi nhà ăn sáng, rồi đến quán cà phê ngồi nhâm nhi, đến trưa lại về. Hắn mang kính mát bản to che gần kính khuôn mặt và đảo mắt quan sát. Giờ đây, tất cả những ai nhìn hắn cũng đều là công an. Hắn khóa điện thoại, không liên lạc với ai và bắt đầu lo lắng, bởi hắn biết đồ ăn hắn chuẩn bị cho Hà My cũng đã sắp hết rồi. Giờ phải làm sao đây? Bằng cách nào đó để có thể tiếp tế lương thực lên cho cô và vợ hắn. Nhưng nếu bây giờ hắn manh động thì chẳng khác nào chui đầu vào rõ. Tên Lợi là tên gần gũi và hiểu hắn nhất thì đã bị bắt rồi. Hắn đã đi sai một nước cờ, giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cứ nhắm hướng mặt trời mà đi, thức ăn đã hết. Hưng không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa. Anh nghĩ về gia đình, nơi cha mẹ già đang mong ngóng. Anh nhớ người con gái anh yêu, giờ cũng không biết sống chết thế nào. Anh biết mình phải cố gắng, anh phải sống để trở về. Nhưng anh mệt và thất vọng lắm rồi. Quanh quẩn mãi trong rừng mà không thể nào thoát ra được. Mệt quá, anh trải áo xuống phiến đá và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hưng tỉnh dậy ngơ ngác, không hiểu mình đang ở đâu. Anh có cảm giác đang ở trong một lán trại. Anh ngồi dậy để quan sát xung quanh. Sao vắng thế nhỉ? Ai đã cứu anh và mang về đây? Lát sau, anh thấy hai chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tuần tra canh gác trở về. Hỏi ra thì anh mới biết
anh đã lạc sang tận biên giới Campuchia. Anh đã được bà con dân tộc Khmer cứu giúp. Họ phát hiện ra anh nằm ngất xỉu bên tảng đá vì đói và khát, nên đã mang anh về đây. Giờ anh tỉnh là tốt rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chờ người lên đón về. Cảm ơn các anh và bà con đã cứu giúp tôi, Hưng nói giọng yếu ớt. Anh đi đâu mà lạc đến đây? Tôi đi xe bị người ta bỏ lại dọc đường, Hưng đành nói dối, vì giờ đây anh cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Thấy Hưng còn mệt nên các anh bộ đội biên phòng cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Sau khi được ăn uống, sức khỏe của Hưng đã hồi phục. Anh nghỉ ngơi đến ngày mai thì có hai chiến sĩ lên thay ca trực và anh theo hai người về. Họ bàn giao Hưng cho công an địa phương. Nhìn thấy Hưng là các anh công an nhớ ngay đến người đàn ông tên Quang đêm hôm trước có đi tìm. Họ hỏi anh: anh có biết ai tên là Quang không? Dạ có. Chính tôi là người trước khi bám theo xe và bị bỏ rơi trong rừng đã kịp báo vị trí định vị cho bác Quang đến cứu cậu Kiệt. Ông Quang đã đến đây cứu cậu thanh niên tên Kiệt và muốn ở lại tiếp tục tìm kiếm cậu. Dạ, bác ấy đâu rồi ạ? Do chân cậu Kiệt bị nhiễm trùng nên chúng tôi khuyên ông Quang chở cậu ta về điều trị. Vậy cậu và cậu Kiệt thì ai là con trai của ông Quang? Dạ, bác Quang là người làm cùng cơ quan với ba mẹ của bạn chúng em. Chúng em là sinh viên trường đại học kiến trúc. Quá tốt, người đàn ông quá tốt. Dạ, bác Quang chăm bạn em còn hơn cả cha lo cho con. Sau này các em phải biết ơn ông ấy. Nói rồi, đồng chí đồn trưởng liền gọi điện về báo cho ông Quang. Alo, xin chào. Chào anh, đã có tin tức gì của cháu Hưng và cháu Hà My chưa? Tôi lo lắng lắm. Anh cho xe đến đón cậu Hưng về. Chuyện dài lắm nên gặp anh chúng tôi sẽ trao đổi thêm. Vâng, sáng mai tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn các anh. Tắt điện thoại, mừng quá, ông Quang liền gọi điện báo cho Toàn biết cậu Hưng đã được tìm thấy. Sau đó ông gọi cho Kiệt để cậu ta đỡ lo. Kiệt à, đã tìm thấy cậu Hưng rồi, sáng mai bác đi đón cậu ấy. Mừng quá, bác cho cháu đi với. Được rồi, mai cùng đi với bác. Hai bác cháu xuất phát khi trời chưa sáng rõ. Đến khoảng gần 10 giờ trưa thì tới nơi. Nhìn thấy bác Quang và Kiệt, Hưng mừng lắm. Cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn gặp được hai người nữa. Bác ơi, cô ấy bị tụi nó chở đi rồi. Cháu thật là vô dụng. Tốt rồi, tốt rồi. Cháu hãy bình tĩnh đã. Ông Quang dỗ dai động viên Hưng. Bác hãy cứu Hà My. Công an đang truy tìm để cứu con bé. Cảm ơn cháu đã gửi định vị cho bác biết mà đến cứu cậu Kiệt. Nếu không thì... Dạ, lúc đó cháu không nghĩ được gì nữa. Chỉ kịp gửi định vị cho bác rồi bám theo xe của bọn chúng. Cậu giỏi thật đấy. Cậu bám làm sao mà tên tài xế không phát hiện ra? Kiệt ôm lấy bạn mình. Lúc đó cũng không nghĩ đến nguy hiểm gì nữa, mà chỉ cố gắng tìm cách bám theo xe để cứu cô ấy. Mình loay hoay mở cốp xe mà không có chìa khóa, nên đánh liều chui dưới gầm xe. May mà xe taxi 7 chỗ gầm cao, nếu không thì... Thế sao cậu bị mất dấu tụi nó và bị lạc trong rừng? Xe chạy đến giữa rừng thì dừng lại đổi sang một xe 7 chỗ khác đang chờ sẵn. Sau đó, Hưng kể cho mọi người nghe toàn bộ cuộc hành trình chống chọi ở trong rừng. Vừa kể, anh vừa bùi ngùi. Tất cả là tại con Ngọc. Cháu sẽ không tha cho nó. Kiệt bức xúc. Cô Ngọc bị công an bắt rồi. Sao cô ấy bị bắt? Cả Hưng và Kiệt đều ngạc nhiên nhìn ông Quang. Thôi, về nhà sẽ nói chuyện sau. Bây giờ chúng ta về thôi. Ông Quang nói với hai người. Bác cho cháu ở lại. Biết đâu cháu tìm được cô ấy. Cháu cam kết với bác, cháu sẽ cẩn thận mà. Không được. Chú Toàn đã ra lệnh nên bác cũng phải chấp hành. Nhưng còn Hà My, công an đã tìm thấy con bé. Con bé vẫn an toàn. Dạ, nếu vậy thì đỡ lo rồi. Cả ba bác cháu cảm ơn và chia tay các đồng chí công an rồi lên xe về lại thành phố. Trên xe, thấy bác Quang căng thẳng và lo lắng nên hai cậu cũng im lặng, không dám nói gì. Chiều tối,
Khi đường phố đã lên đèn thì ba bác cháu về đến nhà. Chia tay Hưng và Kiệt thì ông Quang cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Vừa thấy chồng về mà không thấy Hà My đâu, bà Quang ôm lấy chồng òa khóc. Anh ơi, con bé đâu? Chưa cứu được. Lúc này, tất cả sự mạnh mẽ thể hiện bên ngoài của ông thật sự sụp đổ. Ông Quang cũng rưng rưng. Từ khi Hà My bắt cóc, ông lo lắng, suy sụp tinh thần. Nhưng trước mặt mọi người, ông vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Giờ đây, chỉ còn hai vợ chồng, ông hoàn toàn thất vọng. Thấy chồng như vậy, bà Quang động viên. Chắc không sao đâu anh, chú Toàn sẽ cứu được con bé. Vợ cũng hết cách rồi, chỉ còn trông chờ vào công an thôi. Em thương và nhớ con bé quá, chắc nó sợ lắm. Em phải mạnh mẽ lên, đừng làm anh lo lắng nữa. Trung sốt ruột đi ra đi vào, hắn đang đau đầu tìm cách nào để tiếp tế lương thực thực phẩm và đồ dùng lên cho Hà My và vợ hắn. Hắn giận án binh bất động, nhưng hắn nghĩ mãi không ra người nào đáng tin cậy để thay hắn mang tiếp tế vào rừng. Hắn nghĩ chỉ có thằng Sơn là người thay thế tài xế taxi hôm trước bắt cóc Hà My mà thôi. Bởi tên Sơn đã biết đường đi lối về ngôi biệt thự đó, hắn nghĩ lúc này càng kín đáo càng tốt. Nghĩ là làm, hắn gọi cho tên Sơn lên đường làm nhiệm vụ. Hoàn thành tốt sẽ có thưởng. Được giao nhiệm vụ trọng trách, tên Sơn mừng lắm, bởi hắn biết mỗi lần làm việc riêng cho tên Trung đều được thưởng hậu hĩnh. Hắn gọi cho vợ đến siêu thị chuẩn bị những thứ như tên Trung yêu cầu. Xong đâu đó, hắn chờ đến khi màn đêm xuống thì lên đường. Chiếc xe lao dung dút trong đêm nhằm hướng đường thông thẳng tiến. Gần sáng thì hắn rẽ vào con đường mòn để đến khu biệt thự. Bỗng xe khựng lại như vướng phải vật gì đó. Tên Sơn bực mình giăng tục rồi cầm đèn pin mở cửa bước xuống. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy hơi lạnh của nòng súng dí thẳng vào đầu hắn, kèm theo tiếng nói nhỏ nhưng thật lạnh và thật sắc vang lên. Sơn, anh đã bị bắt. Ông là ai? Hắn chỉ lý nhí được mấy câu thì ngất xỉu. Trước khi ngất, hắn còn cảm nhận được bị một lực đánh vào sâu óc và mê man không biết gì. Thưa anh, vợ xử lý chiếc xe này... Quay đầu bỏ vào rừng. Giọng nói nhỏ nhưng đanh thép vang lên. Dạ, em sẽ xử lý ngay. Ngay trong đêm, tên Sơn được dẫn giải về thành phố để truy hỏi. Cuộc vây ráp con cá kình vẫn tiếp tục. Trung lồng lộn khi trong rừng báo đã hết lương thực, hắn điên tiết gầm lên chửi rủa tên Sơn phản bội. Đồ con chó! Tao sẽ giết mày về tội dám qua mặt tao! Mặt hắn hầm hầm sát khí, nhưng đã thể hiện tâm trạng lo sợ thật sự. Tên Sơn phản bội hay bị bắt? Theo như tay chân báo về, thì xe chở hàng đậu giữa rừng, hàng hóa bị mất hết. Gần chỗ xe, có một vạt cỏ bị dập nát, như có một cuộc vật lộn đã xảy ra. Nếu như vậy, hắn suy đoán tên Sơn gặp bọn cướp đói ở biên giới. Nếu tên Sơn phản bội, thì không bao giờ dám để vợ con vẫn yên lành ở nhà. Hắn cho người tìm đến nhà tên Sơn, thì vợ hắn cho hay. Chính em là người chuẩn bị hàng cho anh Sơn mang đi. Còn mang đi đâu thì em không biết. Giờ anh ấy vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Em đang lo lắng quá. Chị yên tâm, chắc ảnh đi đường xa không có sóng hoặc điện thoại hết pin. Anh có biết anh Sơn chở hàng đi đâu không? Tôi đang hỏi chị thì chị lại hỏi tôi là sao? Chào. Tên đệ tử nói cục lủng rồi bỏ đi, làm vợ tên Sơn tức tối lắm. Nhưng chị ấy đâu biết rằng chính hắn cũng không biết tên Sơn đi đâu, làm gì và tại sao tên Trung lại sai hắn đi hỏi những điều lãng nhách như thế này. Thật là một ngày tồi tệ. Sáng nay, Ngọc sẽ làm việc với cán bộ điều tra. Cả đêm qua cô đã chuẩn bị kỹ các câu trả lời. Nét mặt tự tin, cô bước vào phòng xét hỏi.
nhìn cô ta mà toàn giật mình. Mới có mấy ngày mà Ngọc gầy và xuống sắc thấy rõ, nước da trắng không trang điểm, trông nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, chứng tỏ cả đêm qua cô ta không ngủ. Ngọc cố nở nụ cười gượng gạo, chỉ để tỏ ra ta đây vô tội. Toàn động viên: "Thế nào, cô đã khỏe chưa?" "Tôi đã sẵn sàng, trước sau thì anh cũng phải thả tôi ra thôi." "Chúng tôi cũng mong như thế, hy vọng cô sẽ khai tất cả và trung thực." "Tôi có làm gì đâu mà không trung thực." "Vậy chúng ta bắt đầu nhé." "Vâng." Ngọc cố tỏ ra ta đây tự tin, nhưng trong ánh mắt của cô ta không giấu được vẻ lo lắng. "Cô viết tất cả ra đây những gì cô muốn viết." Toàn đẩy tờ giấy và cây viết ra trước mặt Ngọc. "Hôm trước tôi viết rồi mà." "Hôm nay viết lại. Làm sao tôi nhớ hôm đó tôi đã viết gì?" "Nếu cô khai đúng sự thật, thì cho dù cô có phải viết 100 lần, thì vẫn đúng như vậy. Trừ phi... viết thì viết, sợ gì?" Toàn đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn qua camera, anh thấy cô ta ra chịu suy nghĩ, rồi cô ta bắt đầu viết. Đúng như dự đoán của anh, cô ta vẫn viết như kịch bản cũ. Toàn mỉm cười: "Tốt rồi, giờ tôi muốn hỏi một số thắc mắc, mong cô hợp tác." "Vâng, không sao." Ngọc tự tin. "Theo như trong tờ khai thì cô trình bày là số tiền cô chuyển từ tài khoản của Hà My sang tài khoản của cô là do cô Hà My trả cho cô số tiền đã vay đúng không?" "Đúng rồi." "Vậy tại sao ngày tháng cô chuyển khoản số tiền từ tài khoản của cô Hà My lại xảy ra trước ngày cô Hà My ký giấy vay tiền của cô? Cô giải thích như thế nào về vấn đề này?" "Chắc là Hà My ghi nhầm." "Cô Hà My trình bày là cô hỏi vay cô ấy tiền để đóng học phí, trong khi vào thời điểm đó cô đã nghỉ học. Cô giải thích sao về trường hợp này?" "Nó nói láo, cho tôi gặp nó." "Có người làm chứng là anh Kiệt đã chứng kiến cô nhận là vay tiền cô Hà My để đóng tiền học cho em cô, đúng không?" "Chúng nó thông đồng với nhau để hại tôi. Anh Kiệt theo đuổi tôi không được nên cấu kết với con Hà My để hại tôi." "Vậy cô khai là do hoàn cảnh khó khăn nên cô phải nghỉ học để đi làm giúp đỡ gia đình?" "Đúng." "Vậy số tiền theo như cô nói đã cho cô Hà My vay, nguồn gốc ở đâu? Cô có chứng minh được không?" Tôi... Ngọc nấc lên, cơ thể rũ rượi đổ gục xuống ghế. "Nếu cô không khỏe, chúng ta có thể tiếp tục vào một ngày khác." Nói xong, Toàn đứng dậy mang tập hồ sơ ra ngoài. Cô trợ lý vào đỡ Ngọc về phòng tạm giam. Lúc này cô ta rũ như một tàu lá chuối. Ngọc lo sợ thật sự, vẻ hống hách đã biến mất, mà thay vào đó là tâm trạng hoảng sợ. Cô cứ nghĩ lợi dụng sự ngây thơ đến khờ khạo của bạn mình, và bởi lòng tham vô đáy mà cô đã bất chấp thủ đoạn, miễn sao thỏa mãn nhu cầu của bản thân, trong khi người bạn thân là Hà My đang phải chịu sự tan thương quá lớn khi cùng một lúc mất cả cha lẫn mẹ. Cô không động viên sẽ chia an ủi bạn để giảm bớt những đau thương, thì cô lại lợi dụng sự cả tin của bạn mà nhẫn tâm chiếm đoạt hết số tiền. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thủ đoạn cấu kết với tên Trung nhằm hãm hại Hà My. Cô thật bỉ ổi, thật đê tiện. Giờ đây, khi ngồi sau bốn bức tường của phòng tạm giam, dù cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sơn rũ như một xác chết, hắn không thể tin rằng giữa rừng núi âm u mà sao công an lại tóm gọn hắn như vậy. Hắn nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Hắn có làm gì đâu. Hắn chở đồ sinh hoạt cá nhân đi đâu là quyền của hắn. Hắn sẽ chối đến cùng. Hắn tự động viên mình phải hết sức bình tĩnh, rồi tùy cơ ứng biến. Ngồi trước mặt hắn là một cán bộ điều tra trung tuổi. Anh nở nụ cười thân thiện, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. "Chào anh Sơn." "Dạ." Hắn hoảng hồn. Sao ông này lại biết cả tên hắn vậy? "Tôi nghĩ các anh nó có sự nhầm lẫn gì ở đây. Tôi không làm gì cả." "Chúng tôi cũng hy vọng như anh nói. Anh khỏe không?" "Anh đừng vòng vo nữa. Tôi chẳng làm gì cả. Sao các anh lại bắt tôi? Hãy thả tôi ra." "Anh cứ bình tĩnh. Có người đang hỏi thăm anh đấy." "Ai? Tôi không biết ai cả." Tên Sơn vẫn ngoan cố. "Người tài xế lái xe taxi mà anh đánh anh ta ngất xỉu rồi ném anh ta xuống vệ đường để cướp xe đó." Hắn vẫn chưa chết à?" Biết mình lỡ lời, tên Sơn im bạc.
Tôi biết anh không phải là chủ mưu. Anh nên trung thực khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sớm về nhà với vợ con. Vợ anh và các con anh đang chờ anh về. Tôi... Nhắc đến vợ con, tên Sơn mềm lòng. Mà ông ta nói đúng. Hắn đã làm theo sự sai khiến của tên Trung nhằm bắt cóc cô gái đó, chứ hắn không phải chủ mưu. Anh hãy viết tất cả những gì anh muốn viết vào đây. Mong anh hợp tác. Toàn đẩy tờ giấy và cây viết ra trước mặt tên Sơn, nhưng hắn vẫn im lặng. Anh nghĩ với một thằng cáo già như thế này, không dễ dàng gì hắn sẽ nhận tội. Anh bồi tiếp. Anh còn con nhỏ, vợ anh đang chờ anh về. Chúng tôi đã biết tất cả nên đành mời anh về đây. Anh không phải là kẻ chủ mưu, cớ sao anh lại phải gánh tội thay cho nó? Anh đi tù thì ai nuôi con anh? Còn hắn vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật, ăn sung mặc sướng, gái gú, phè phỡn, trong khi vợ con anh sống khổ cực, con anh không được đến trường. Chi bằng anh nên hợp tác khai báo trung thực để được sự khoan hồng của pháp luật, sớm về với gia đình làm ăn lương thiện cùng với vợ nuôi các con. Nhưng nếu tôi khai thì các anh có đảm bảo vợ con tôi sẽ được an toàn không? Anh yên tâm, hiện nay vợ con anh vẫn an toàn, chị ấy đang mong anh về. Tên Trung vẫn chưa biết rằng anh bị bắt, mà chỉ nghĩ xe anh bị cướp mà thôi. Tôi... Anh nên thả lỏng cơ thể, đừng căng thẳng quá. Anh cứ nghĩ sao giết vậy, nhưng phải đúng sự thật, vì những lời khai sai sẽ gây bất lợi cho anh. Tên Sơn bắt đầu giết. Hắn khai hết, nhận sự chỉ đạo của tên Trung bố trí cướp xe taxi chở cô Hà My. Hắn viết chữ rất đẹp, chứng tỏ hắn được cha mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng. Vậy mà không đi theo con đường làm ăn chính đáng, lại đi làm tay sai cho kẻ xấu, để rồi vướng vào dòng lao lý. Trước khi nộp tờ khai cho anh, hắn ngần ngừ. Tôi biết tôi sai rồi. Cũng chỉ vì tham tiền mà tôi đã mờ mắt nghe theo sự sai khiến của tên Trung. Chữ anh viết đẹp quá. Chắc ngày xưa anh cũng được cha mẹ lo cho ăn học đàng hoàng. Các cụ có khỏe không anh? Cha mẹ tôi... Nói đến đây, tên Sơn bật khóc. Hắn thương cha mẹ già ốm đau, đang chờ con về. Nếu hắn phải đi tù, thì ai sẽ lo cho ba mẹ vợ con hắn? Hắn sai rồi. Trung lồng lộn gầm lên như con thú. Hắn cay cú khi bị tên Sơn qua mặt. Rồi hắn lại lo cho vợ hắn và Hà My. Hắn gọi cho tên đệ tử đang canh gác căn biệt thự trong rừng thông, nơi giam giữ hai người. Tình hình ở đó sao rồi? Có nghi ngờ gì không? Vẫn không có gì, anh yên tâm. Em chuyển điện thoại cho anh, nói chuyện với vợ anh. Dạ, anh chờ em một chút. Nói rồi, tên đệ tử mở cửa gọi Trâm. Chị nghe điện thoại nè. Khi nghe tiếng của Trâm, hắn nói rất nhỏ để phòng Hà My nghe thấy. Cô ấy có ở đó không? Cô ấy đang ngủ, mà sao anh không gửi đồ ăn lên, sắp hết rồi. Có một số rắc rối, em cố gắng dè sẻn vì có thể anh chưa gửi ngay lên được. Hình như bọn cốm đã đánh hơi thấy rồi. Anh gửi tiền vào tài khoản cho em chưa? Được, tí anh chuyển. À, hay anh cho em ra ngoài xem quanh đây có nơi nào bán đồ ăn không? Em mua tạm có thể cầm cự được. Em thì dễ, nhưng còn cô ấy... Em đừng nghĩ là sẽ trốn khỏi tay anh. Vậy anh gửi đồ lên đi, hết rồi. Hắn suy nghĩ, có nên cho tên đệ tử chở vợ hắn ra khu dân cư mua đồ dùng không? Giữa rừng núi hoang vu, vợ hắn không thể nào bỏ trốn được. Nhưng còn Hà My, ai sẽ chăm cho cô ấy? Nhưng tên Sơn biến mất rồi, hắn làm cách nào để mang đồ ăn lên cho hai người? Hắn cảm thấy bế tắc, nhưng hắn vẫn chưa dám liều lĩnh ra ngoài. Bởi hắn biết xung quanh hắn, biết bao con mắt đang theo dõi. Những lúc như thế này, hắn lại càng ân hận khi để mất tên Lợi. Nếu lúc này mà có tên Lợi ở đây, thì hắn đã không phải đau đầu. Rồi hắn lo sợ không biết khi bị bắt, tên Lợi có khai ra không và khai những gì. Nhưng hắn biết bản tính lì lợm của tên Lợi không dễ gì mà công an có thể khai thác được. Hắn phải hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không được manh động. Tên Sơn mất tích đã 5 ngày trôi qua. Trung đã cho người dò la tìm kiếm nhưng không thấy.
Hắn nghi ngờ tên Sơn đã gặp chuyện gì đó, bởi hắn hiểu bọn cướp dùng giáp biên giới, thường đói thì kiếm đồ ăn, chứ ít khi bắt giữ người. Tên Sơn mất tích một cách khó hiểu. Nếu tên Sơn cũng lọt vào tay công an, thì thật sự nguy hiểm, bởi hắn chính là tài xế bắt cóc Hà My. Nhưng tại sao công an lại biết tên Sơn mà bắt? Ai đã báo tin này? Theo như hắn đoán không nhầm, thì chỉ có tên Lợi khai ra, bởi tên Lợi là tay mặt tay trái với hắn. Nếu vậy thì hắn thật sự nguy hiểm. Trước tiên, hắn phải bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Nếu bây giờ chỉ một sơ hở là hắn sẽ phải trả giá đắt. Cực chẳng đã, cùng đường, tên Trung đành phải cho tên đệ tử chở Trâm đi mua đồ ăn và một số đồ dùng cần thiết, vì hắn tin vợ hắn đang rất cần tiền. Cô ta không bao giờ dám phản bội. Sống với nhau mười mấy năm trời, vợ hắn đã biết rõ sẽ phải trả giá như thế nào nếu dám phản bội lại hắn. Trong lúc này không còn cách nào khác. Hơn nữa giữa rừng hoang vu thì ngay nam giới cũng không dám bỏ trốn, huống gì cô ta là phụ nữ. Biết rằng tên Trung chưa có thể liều mạng mang lương thực lên rừng, vì Trâm biết tên Trung rất ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình nên sẽ có cơ hội để ra ngoài. Tối đó cô nhắc nhở Hà My gom tất cả đồ ăn nước uống vào một cái túi để nếu có cơ hội thì sẽ bỏ trốn. Và dặn Hà My nhất định đòi đi theo, nếu không sẽ tự sát để bắt buộc tên Trung phải cho cả hai chị em ra ngoài. Chuẩn bị xong xuôi thì sáng mai đúng như dự định, cửa phòng mở và tên đệ tử thò đầu vào gọi cô. Cô Trâm, chuẩn bị đi theo tôi lên phố mua đồ. Đi đâu? Tôi đang mệt. Ông Trung yêu cầu cô ra ngoài theo tôi đi mua đồ. Tôi không khỏe, nên nếu đi thì cho cả Hà My đi theo. Không được, chỉ một mình cô đi thôi, đó là lệnh. Nếu vậy tôi không đi đâu cả. Tôi không yên tâm để cô ấy ở đây một mình. Chồng tôi yêu cầu tôi phải luôn bên cạnh và chăm sóc cô ấy. Trâm cương quyết. Tôi cũng phải đi với chị Trâm. Ông cứ nghĩ xem, chúng tôi là phụ nữ, làm sao dám bỏ trốn giữa rừng như thế này. Hà My nhất định đòi đi theo. Nhưng ông chủ chỉ cho mình cô Trâm đi thôi. Tên đệ tử lưỡng lự. Ông không nói, chúng tôi không nói, thì ai biết? Đi mua đồ xong rồi về, tôi hứa với ông. Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh rồi về. Tất cả lên xe, tên đệ tử khóa cửa và dặn dò mấy tên ở lại canh gác cẩn thận. Ba người đi từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Tên đệ tử tỏ ra thông thạo đường rừng, nên hắn chở hai người đi theo lối tắt. Đến khoảng 7 giờ sáng thì ra đến phố. Gọi là phố, nhưng thực ra rất vắng người, dân cư sống thưa thớt. Trâm nói với hắn. Anh chở chúng tôi đi mua đồ, mà tôi không thấy hàng quán đâu thì mua cái gì? Ở đây có siêu thị không? Đây là nơi bà con dân tộc Khmer sinh sống, làm gì có siêu thị. Vậy chúng tôi mua đồ dùng ở đâu? Ông chủ chỉ ra lệnh cho tôi chở các cô ra phố mua đồ thôi. Đây là phố á? Em chẳng thấy hàng quán nào cả. Hà My ngây thơ hỏi. Chắc chị em mình phải vào nhà bà con dân bản, hỏi xem có gì bán không, rồi mua tạm thôi. Chờ anh Trung mang đồ tiếp tế lên. Tôi và cô gái đứng ở đây chờ, còn mình cô Trâm vào thôi. Không được, làm sao tôi có thể giao cô ấy cho ông? Tôi đi đâu thì cô ấy đi theo đó. Ông cứ đứng ở đây chờ, chúng tôi vào bản xem có kiếm được thứ gì không. Các cô đi nhanh rồi về, nếu các cô bỏ trốn thì ông chủ sẽ giết tôi mất. Anh yên tâm, mua xong chúng tôi về ngay. Hai chị em bắt đầu đi vào bản. Đường rừng gồ ghề nên Hà My đi hơi vất vả. Nhưng đó lại là một chuyến đi tham quan khung cảnh thiên nhiên núi rừng với những hàng cây thông cao vút không nhìn thấy ngọn. Cô thích thú nhặt những quả thông sáng bóng thật đẹp. Ôi tiếc quá, giá như có chiếc máy ảnh hoặc điện thoại ở đây, cô sẽ chụp những tấm ảnh tuyệt đẹp mà cả đời cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Thấy cô bé ngây thơ tung tăng chạy nhảy, làm tâm trạng của Trâm cũng vui theo. Chợt một ý nghĩ thoáng trong đầu, bởi đây chính là cơ hội để hai chị em bỏ trốn. Nhưng trốn đi đâu khi cả hai đang ở giữa rừng thông bao la? Bản thân cô thì sao cũng được, nhưng còn Hà My, cô ấy có chịu được cực khổ không? Nếu đây là một tính toán sai thì sẽ rất nguy hiểm,
Hơn nữa nếu biết cô và Hà My bỏ trốn thì tên Trung sẽ truy tìm. Nếu chẳng may bị chúng bắt được thì cô không tưởng tượng nổi bản thân sẽ phải chịu cực hình như thế nào. Nhưng nếu không trốn đi thì con bé Hà My sẽ bị tên Trung hãm hại và bản thân cô sẽ mãi mãi sống trong ngục tù. Giờ phải làm sao đây? Hai chị em đi mãi mà chưa vào đến bản. Hà My có vẻ thấm mệt. Cô gọi Trâm. Chị ơi, sắp đến chưa? Mỏi chân rồi phải không? Dạ, em mỏi chân quá rồi, không thể đi được nữa. Hai chị em ngồi đây nghỉ một chút, lấy đồ ăn ra ăn nhé. Mình lại tảng đá kia ngồi đi chị. Mỏi chân quá. Hà My này. Trâm ngập ngừng. Có chuyện gì không chị? Em có dám trốn với chị không? Dạ có. Chị cho em theo với, em sợ lắm. Nhưng sẽ rất gian khổ, em có chịu được không? Có khi còn mất mạng nữa. Đằng nào cũng chết, mình quyết định trốn đi chị. Em ăn cho có sức khỏe, chị em mình đi theo hướng ngược lại, đề phòng bọn chúng đi tìm. Nhìn Hà My đi nhanh thoăn thoắt mà Trâm ngạc nhiên. Con bé vừa kêu mỏi chân mà khi nghe nói bỏ trốn là lại khỏe bình thường. Đúng là tuổi trẻ. Hai chị em cứ thế mà đi, cũng chẳng biết đi đến đâu. Chỉ mong làm sao ra khỏi được khu rừng. Khi nào mệt thì nghỉ, đói thì lại ăn. Bỗng Hà My gọi chị. Chị ơi, mình cứ đi mãi mà không ra khỏi cánh rừng này. Giờ mình cứ đi đến đâu thì đánh dấu đến đó. Sao em biết? Ba em có kể cho em nghe, nếu bị lạc trong rừng thì nên đánh dấu bằng đá sỏi xếp thành hình tam giác hoặc đốt ba đống lửa nhỏ thành hình tam giác. Nếu người dân nhìn thấy tín hiệu sẽ tìm cách cứu. Hay vậy, chị em mình đi nhặt đá sỏi đi. Em nhặt rồi nè, nhiều lắm. Hai chị em vừa đi vừa ra tín hiệu bằng những viên sỏi xếp thành hình tam giác làm ký hiệu cấp cứu. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Chẳng mấy chốc, toàn khu rừng tối om. Trâm tỏ ra dững dàng, tìm ngay một phiến đá dưới gốc cây. Hai chị em ngồi ôm nhau cho ấm. Hà My thì tỏ ra sợ hãi, cứ ngồi co rúm người lại. Trâm động viên cô và thủ thỉ tâm sự về nỗi gian truân của cuộc đời mình. Nhưng tuyệt nhiên, Trâm không cho Hà My biết kẻ bắt cóc cô chính là tên Trung, chồng cô. Cô không muốn Hà My phải vướng vào thế giới khắc nghiệt của giới giang hồ. Hãy để cô gái được nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Thật may mắn cho Hà My khi có Trâm bên cạnh. Nếu không thì cuộc đời của cô sẽ không biết đi về đâu. Chờ mãi không thấy hai chị em quay lại, tên Tây Sai lo sợ vô cùng. Hắn biết hắn vừa gây ra một chuyện tày trời. Tên Trung rõ ràng sẽ giết chết hắn để răn đe cho kẻ khác. Hắn nghĩ đằng nào cũng chết, chi bằng bỏ trốn sang bên kia biên giới, may ra còn giữ được mạng sống. Thế là hắn bỏ xe lại trong rừng, bơi qua con sông Măng là qua đến đất nước bạn nhằm thoát thân. Nhưng hắn vừa lội lên bờ thì gặp ngay bộ đội biên phòng nước bạn. Sau khi cho hắn ăn uống và thay quần áo, ngày mai sẽ bàn giao cho bộ đội biên phòng Việt Nam. Nhận được tin báo Trâm đã đưa Hà My đi trốn, Trung gầm lên như một con thú điên. Hắn đập phá đồ đạc, gọi tên Tay Chân đang đứng trung lẫy bẫy gần đó. Chuẩn bị ngày mai, tao sẽ lên trên đó. Dạ, dạ, anh bớt nóng. Mày có im đi không? Còn đứng đó lải nhải, tao bắn dở sọ bây giờ. Em xin anh tha cho em, em lỡ lời. Tại sao? Tại sao hết đứa này đến đứa khác đều phản bội tao? Ngay cả con vợ tao cũng phản bội lại tao là sao? Ngay ngày mai, phải lục tìm cho bằng được hai người đó. Nếu không, tao chặt chân hết chúng mày. Mấy tên đệ tử mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chân tìm đường chuồn cho nhanh. Còn lại một mình, hắn bỗng cảm thấy mình thật cô độc. Hắn đã không tiếc tiền chi cho đàn em, vậy mà tại sao chúng lại phản bội hắn? Hắn đã làm sai điều gì mà vợ hắn lại phản bội giúp Hà My đi trốn? Cô ta đã biết quá rõ về hắn, nếu cô ta phản bội thì... Vậy tại sao cô ta không màng đến sự nguy hiểm của bản thân mình mà giúp một cô gái khác không họ hàng thân thích trốn khỏi vòng tay hắn? Tại sao? Hắn đã làm gì sai?
Chiều chủ nhật, hai anh em rủ nhau ra quán cà phê. Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ chưa cứu được Hà My, lòng ông Quang cứ nóng như lửa đốt. Anh em với Toàn thân nhau là thế, nhưng mặc dù rất lo lắng, ông cũng không dám làm phiền nhiều, vì ông biết Toàn rất căng thẳng trong đấu tranh với tội phạm. Chiều nay chủ nhật, Toàn gọi cho ông đi uống cà phê thư giãn, nên ông mừng lắm. Hai anh em cứ ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê đắng nghét, mà không ai nói với ai lời nào. Mãi lúc sau, Toàn chủ động nói với ông. Chuyên án bắt tên Trung đang dần thu hẹp lại. Đã có lúc em thất vọng vì thông tin manh mối quá mơ hồ. Hắn thật là cáo già, không biết hắn đã hại biết bao các cô gái. Hắn sẽ phải trả giá trước pháp luật thôi anh. Vẫn chưa cứu được con bé. Anh yên tâm, cô ấy vẫn an toàn. Hiện nay chưa cứu được thì vẫn chưa yên tâm. Toàn có điện thoại, anh nghe máy. Báo cáo anh, công an biên giới Campuchia vừa báo về ngày mai sẽ bàn giao một tên đệ tử liên quan đến tên Trung. À, tốt rồi. Hắn bơi qua con sông Măng bỏ trốn sang nước bạn và bị bắt vì đã để cho vợ tên Trung đưa cô gái Hà My đi trốn rồi. Cái gì? Cô gái Hà My đã bỏ trốn rồi à? Nghe tin báo, cả Toàn và ông Quang đều lặng người. Tại sao Hà My lại bỏ trốn? Giữa núi rừng âm u như thế, liệu cô bỏ trốn đi đâu? Cứ tưởng dòng dây đang dần khép lại, cô cứ ở yên trong đó rồi mọi người sẽ đến cứu. Hà My bỏ trốn hay bị một người nào đó bắt cóc? Quá lo lắng cho cô, ông Quang không bình tĩnh nổi nữa. Sao chú nói là con bé đang bình an? Vậy sao vợ nó lại phải bỏ trốn? Nó trốn đi đâu chứ? Trời ơi! Anh phải hết sức bình tĩnh. Ngày mai em hỏi công tên kia là sẽ rõ rồi có hướng đi tìm. Khổ thân con bé quá. Rừng núi âm u vậy rồi không biết xoay sở làm sao. Trời ơi, tôi lo quá. Em sẽ khẩn trương cho lực lượng đi tìm. Mà em nghĩ tên Trung sẽ xuất đầu lộ diện truy tìm cô gái. Hắn sẽ không bao giờ để mất dễ dàng như vậy. Tôi chỉ quan tâm cho sự an toàn của con bé Hà My thôi. Em cho lực lượng truy tìm ngay trong đêm. Không còn tâm trạng nào để uống cà phê, Toàn phải trở về trụ sở làm việc. Còn ông Quang điện cho Kiệt và Hân ngay lập tức lên đường. Ông cũng chẳng biết giờ nếu lên trên đó có giúp được gì không. Nhưng ông không thể ngồi yên một chỗ khi màn đêm buông xuống mà cô bé Hà My đang một mình lang thang ngoài rừng. Chỉ cần nghĩ thôi là ông đã thấy hoảng sợ. Alo, con và Hân chuẩn bị lên đường đi tìm Hà My cùng với bác. Hà My trốn rồi. Ông điện cho Kiệt. Bác nói gì ạ? Sao cô ấy lại bỏ trốn? Trời ơi! Bác chuẩn bị ít đồ ăn, thuốc men rồi lên đường. Con sẽ điện cho Hân chuẩn bị. Ba bác cháu lên đường ngay trong đêm.